Wow, rất là hay. Một bản nhạc rất là nhẹ nhàng và thư thái. Và rất cảm ơn trường với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và xin chúc bạn cũng như là câu lạc bộ guitar của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ ngày càng phát triển và thu hút thêm nhiều các bạn sinh viên đến với câu lạc bộ và lan tỏa cái tình yêu âm nhạc đàn guitar đến với nhiều người. Cảm ơn Phượng, cảm ơn chương trình Rubik Cuộc Sống.